Chào mọi người ha. Hôm nay gia đình mình sẽ cùng nhau quây quần và làm các món nướng thật là ngon. Đây không chỉ là cơ hội để thưởng thức món ăn mà còn là dịp để cả nhà vui vẻ bên nhau cùng vào bếp với mình ha. Rồi ha. Đây là một vài món mà nhà mình chuẩn bị để hôm nay là món nướng. Ở đây có sò huyết các bạn. Đây là sò dẹo. Còn này là sò lông. Đây, đây là tôm nha các bạn. Tiếp tục có được cục thịt bò ha. Đây thịt bò. Bò nhìn tươi gói ha. Tiếp tục ở đây là chân gà. Chân gà này chắc cũng còn mới nè, để gỡ ra coi thử coi. Điền vô thì thiếu ngay vậy. Đây, chân gà nhìn cũng ngon lắm các bạn ơi. Tiếp tục bên đây nó có một vài đậu bắp nữa ha. Đây, mỗi đậu bắp cũng còn non hết sức non luôn. Rồi, ở đây có núm nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vào việc. Nước mà thấy lục đeo ăn nó cay vậy? Cay mà. Cái này nướng là để nướng luôn chứ. Để hỏi chết ngáp hết về rồi. Rồi đó, chắc đó rồi rửa đó đi. Người nào làm chứ chân để. Gà. Làm chân gà trước, chân gà mình còn ướp. Rồi chưa? Đi nè. Rồi người làm món này cái đó để rửa rồi lên nướng luôn. Cái đó rửa sơ rồi được hả? Vy lấy hũ muối vô. Ok. Dạ bán gì kìa. Nào. Cái chén này không? Bỏ vô heo này hả? Ừ. Rồi. Bỏ vô heo. Đã xong. Rồi cái này sọc nè. Cái này sọc nha. Để đổ bịch ra rồi. Rồi chị hai làm đi. Chị hai cắt đi. Chị hai cắt rồi đưa bịch ra cho em đổ ra. Trời ơi, con nít mà xài dao là nguy hiểm lắm nha. Chưa lại chứ sao? Yeah. Thấy cối gối vậy đó. Rồi đúng rồi đó, rồi buông tay ra đi rồi con lấy tay con móc. Chỗ này móc chưa? Để chị hai. Rồi. Để em hai ra vậy hiểu. Đúng rồi. Rồi con để đi hồi rửa rồi để cắt. Rồi để dưới, đặt dưới cái bịch này. Đặt cái nắm phía dưới bịch này rồi con cắt. Thấy cái tay nha, coi cái tay này nha, đặt xuống luôn. Rồi nghe đây. Nghe đây. Đúng rồi. Rồi nhấn xuống cắt. Cắt. Chắc cắt không được. Thưa. Ừ ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Hên hên. Rồi. Chưa hết. Tiếp. Rồi, đúng. Rồi, lọc bịch ra bỏ vô thau. Rồi, phần đậu bắp này con chỉ thấy cái rau này không? Dạ. Rồi, lặt cái rau này. Chưa? Rồi, cắt cái cuốn này. Thì cái phần lặt rau á là để cho em lặt đi, con cắt cái cuốn này nè. Được chưa? Rồi, bỏ vô đây.
Rồi, cho con thử làm con cắt ơi. Cho con đúng, thử cắt. Làm đi cha. Rồi con cắt bún con bỏ đây. Cho con thử làm đi. Không có. Nè chị hai, em dòm nè. Em thấy rau này không? Rồi lật cái rau này bỏ nha. Rồi khoan từ từ để cho chị hai cắt cuốn rồi chị hai dục qua cho con. Chị hai cắt cuốn xong bỏ vô thau này. Rồi cho em lật. Rồi. Làm đi. Thôi con nhỏ, thời gian không được. Để xuống bịch luôn cũng được. Con để xuống bịch con cắt. Đúng rồi, vậy cũng được nè. Cắt ngược cái dao. Dao ngược. Con cứ để đây đi. Chỗ nào mà em không có thì em bỏ vô thau này. Chỗ nào có thì em tự lật. Chỗ này nhiêu ký đây. Bên bãi hổm ta mua 130. Rồi. Để lại. Rồi. Rồi hai cho em làm đi. Để hết tôm mà mắt. Để thì nhỏ thì quấn nhiều miếng chứ này cái dao đâu quấn cũng muốn cắt bự lắm á. Nó còn hả hỏng vậy ta? Nó còn sống không ạ? Nè. Thúi vậy chứ cháu không vậy? Đâu sống quá. Nè. Thấy không? Nó còn sống nó hả chứ nó mới ngậm lại nè. Bữa thùng hồi nãy mẹ hốt hơi riêng nữa bữa riêng nó hơi hà long nó nhậm vô nè thầm hổ muốn bên nó còn bên hút nhất ra nó ấy hết cái gì đây là nước chanh làm cái buổi sáng rồi đó. Kêu làm chiều về cái làm tới tối luôn chưa ăn đây là cái đầu bự rồi tất cả những cái món ở đây nè mình đã làm sạch hết rồi. Đó, sạch sẽ hết rồi nghe các bạn. Đây là lúc mà gia đình mình mong chờ nhất, bắt đầu nướng món ăn. Và ngày hôm nay mình có một chút bí quyết ướp thịt để món nướng thơm ngon hơn. Mọi người hãy theo dõi và chia sẻ nếu có mẹo riêng nào để món nướng đậm đà hơn nha. Bắt đầu. Đây, ngày hôm nay nhà mình chỉ dùng cái xốp ướp thịt nướng này để ướp những cái món nướng mà ngày hôm nay mình làm hết các bạn. Đó, chỉ có một mình cái bịch này duy nhất thôi. Rồi, bắt đầu ướp thôi. Bắt rồi. Cái đó là để than nướng mà. Lớn mình ăn thôi chứ nhỏ đâu ăn phải không? Để dục cho miếng cho tới hết đây. Rồi. Nhìn đâu quá. Ủa không, dân gà không ướp mà. Ướp cho gà hỏi, ướp cho bà chiên á. Ủa mình nướng cái dĩa hay nướng bằng chảo? Nướng cái dĩa. Quá hồi hư đi. Hư luôn rồi, cái này nó hư.
Con món xào được hai dĩa rồi đó. Nói đúng mà, có ai nói nó bậy gì đâu à. Có ghế về rồi nấu vậy không đó. Kêu đứa nhỏ lại đi cho nó ăn. Tân chân à. Cười lên nào, cười yeah. Lên đàng hoàng. Ăn đi. Ăn cưỡng quá vậy. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn nha. Cốt chân gà ta cạp 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 làm hơi được rồi.
Thôi làm con này đi. Dạ. Em ăn thử con này đi. Được không? Trời. Cái này nước mới ăn mới đúng nè. Có nóng hả? Dầu ơi, con ăn nóng tò ra nè. Nói gì? Hơi nóng nè. Nóng là nó phải thở, nó ra, nó mới ché vô được. Cái này nướng nướng mà hành là phải cải. Nướng vậy đó. Đây không có tình nè. Chắc bắt luôn nè. Không biết rồi. Ngon. Tại vì nó nắng quá, nóng quá thì mặt hơi căng. Ủa? Vậy? Không ai giải thay đây vậy? Lúc đó là đang ghé tiệm ghé món phở phải không? Đó, cười rồi. Đạp vô gà được chơi. Buổi tiệc nướng nhẹ nhàng bên gia đình hôm nay thật tuyệt vời. Không chỉ là món ăn ngon, mà quan trọng nhất là gia đình mình đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu thích những bữa ăn sum họp như thế này, đừng quên bấm like và chia sẻ cảm nhận của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp.